giá đất Đông Anh Gia Lâm trước thềm lên quận. Tranh chấp chung cư nóng trở lại. Trái phiếu bất động sản, nắng hạn gặp mưa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mặc dù thị trường bất động sản đang chững, song giá đất tại huyện Đông Anh và Gia Lâm trước thềm lên phố vẫn leo cao, thậm chí có những lô đất lên tới hơn 200 triệu đồng một mét vuông. Thông tin này cũng sẽ mở đầu cho bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Ghi nhận thực tế tại thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội, hầu hết các khu vực đều có mức giá bán giảm so với thời điểm sốt đất nhưng giá vẫn ở mức cao. Cụ thể, tại Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Xuân Canh, Đông Anh, hiện giá đất nền trong ngõ ô tô có thể di chuyển dao động từ 33 đến 38 triệu đồng một mét vuông. Còn những mảnh đất nằm ở mặt đường 5 mét có thể kinh doanh được giá dao động từ 50 đến 55 triệu đồng một mét vuông. Những mảnh đất nằm ở mặt đường có thể kinh doanh hiện giá dao động từ 70 đến 100 triệu đồng một mét vuông. Tại đường Võ Nguyên Giáp và phố Nhật Tân, giá dao động từ 180 đến 200 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí một số lô ở vị trí đẹp có thể lên tới 260 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này đã tương đương với một số khu vực tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Tại huyện Gia Lâm, giá đất nền cũng trong tình trạng neo cao. Cụ thể, đất nền trong ngõ từ 2,5 đến 3 mét dao động từ 27 đến 35 triệu đồng một mét vuông. Những mảnh đất ở mặt đường ô tô có thể di chuyển dao động từ 38 đến 43 triệu đồng một mét vuông. Ở những mặt đường rộng khoảng 8 đến 10 mét, giá đất dao động từ 50 đến 100 triệu đồng một mét vuông. Một số mảnh đất ở khu vực trung tâm như phố Nguyễn Khiêm Ích, Ngô Xuân Quảng của huyện Gia Lâm có mức giá từ 160 triệu đồng một mét vuông đến 200 triệu đồng một mét vuông. Song, trước những diễn biến khó lường của thị trường thì người mua vẫn nên cẩn trọng, đặc biệt là tính thanh khoản của thị trường khu vực. Tình trạng nhà đầu tư vay lãi ngoài chi trả khoản tiền nợ ngân hàng không phải hiếm gặp. Nhiều người đang gặp khó vì bất động sản khó thanh khoản, chưa kể giá bất động sản hạ. Nhưng tâm lý của họ hiện tại vẫn không muốn bán cắt lỗ. Ông Ngô Phương, CEO Bảo An Group cho rằng, dù thừa nhận việc trả lãi ngân hàng là gánh nặng của các nhà đầu tư, song vấn đề của một số nhà đầu tư vẫn quan điểm rằng họ chưa muốn cắt lỗ vì lo ngại thị trường có thể thay đổi. Ngay cả cắt lỗ cũng chưa chắc đã có thể thanh khoản được bất động sản. Không ai có thể biết ngày mai thị trường sẽ diễn ra thế nào, giá bất động sản sẽ tăng hay giảm. Nhà đầu tư kỳ vọng, chờ đợi thị trường sẽ khởi sắc, giá sẽ tăng. Tình trạng tranh chấp chung cư trên địa bàn Hà Nội tiếp tục bùng nổ khi cư dân tại nhiều dự án tập trung băng rôn đòi sổ hồng, tố chủ đầu tư chậm bàn giao nhà, om quỹ bảo trì. Tại chung cư Việt Đức Complex số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cư dân căng băng rôn trên ban công các căn hộ yêu cầu chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Việt Đức trả sổ hồng. Cư dân ở đây phản ánh họ nhận nhà về ở từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Tiếp đó, cư dân chung cư Cosmo Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm đã xuống đường tập trung băng rôn quanh dự án, yêu cầu đại diện chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Tây Hồ View bàn giao quỹ bảo trì 2% với số tiền khoảng 50 tỷ đồng cho cư dân. Hay mới đây, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án DLC Complex Nguyễn Tuân do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản DLC làm chủ đầu tư cũng xuống đường căng băng rôn đòi nhà bởi họ lo lắng trước việc dự án chậm tiến độ, liên tục chây ì bàn giao nhà. Nhằm chấn chỉnh và giải quyết tình trạng trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các chính quyền, cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhà ở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến công tác quản lý sử dụng nhà chung cư. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và công ty cổ phần Thái Holding chính thức khởi công dự án khu nhà ở xã hội gần 4.900 tỷ đồng. Khu nhà ở xã hội nằm trong quần thể một dự án nhà ở phức hợp có vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Vị trí tại Tổng kho 3, Lạc Viên, dự án khu nhà ở xã hội bao gồm 10 block chung cư cao 15 tầng với khoảng 4.456 căn hộ. Dự án cũng bao gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác như đường giao thông, cấp nước, vườn hoa cây xanh. Được biết, trong năm ngoái, năm 2022, thành phố Hải Phòng duyệt kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, trong đó sẽ dành 433,19 ha đất phát triển dự án nhà ở xã hội tại 49 vị trí. Những ngày đầu tháng 3 này, một dự án nhà ở xã hội khác cao 19 tầng tại số 39 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng cũng vừa được chủ đầu tư động thổ. Mới đây, tỉnh Nghệ An đã thống nhất sẽ mở rộng không gian thành phố Vinh hướng về biển ôm trọn thị xã Cửa Lò cùng 6 xã với quy mô gấp 2 lần hiện tại.
sau khi sáp nhập vào thành phố Vinh, Cửa Lò được định hướng trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Bộ, là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước. Mới đây nhất, vào cuối tháng 9 năm 2022, Cửa Lò đã giải tỏa, tháo dỡ 209 kiosk kinh doanh ăn uống, công trình xây dựng, nhà nghỉ dưỡng, khách sạn, án ngữ bờ biển Cửa Lò. Cùng với việc dọn dẹp chỉnh trang đô thị biển, tuyến đại lộ 72m nối thành phố Vinh với thị xã Cửa Lò cũng đang được triển khai. Tuyến đường này sau khi được hoàn thành, không những rút ngắn quãng đường từ Vinh đi Cửa Lò mà còn tạo một trục tăng trưởng sôi động bậc nhất miền Trung với quy hoạch hai bên là những trung tâm thương mại, văn phòng, cao ốc. Thưa quý vị, Nghị định số 08 mà Chính phủ ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2023 sửa đổi bổ sung các quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp vừa ra đời được ví như việc mở ra cánh cửa thoát hiểm trong gang tấc cho các bất động sản phát hành trái phiếu. Về bản chất, điều này có ý nghĩa như thế nào? Năm hôm trước ngày Nghị định 08 ban hành, Novaland đã công bố thông tin về việc đạt được thỏa thuận với Dallas Vietnam Gamma. Theo đó, nhà đầu tư này sẽ nhận một phần vốn góp cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland. Còn vào ngày 6 tháng 3, trên cả hai sàn chứng khoán, cổ phiếu bất động sản bất ngờ tăng mạnh chỉ sau một ngày Chính phủ ban hành Nghị định 08-2023, tạm thời kết thúc thời gian ngủ đông thê thảm. Các chuyên gia đánh giá, Nghị định 08 cho thấy có thể giải quyết được hầu hết đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, từ đó tác động tích cực đến thị trường chứng khoán nói chung và nhóm cổ phiếu bất động sản nói riêng. Dòng vốn thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, đến những dự án có công trình có thể dở dang, đến khả năng nợ xấu có thể là bị tăng lên, đến khả năng phục hồi kinh tế của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là cái niềm tin của doanh nghiệp cũng sẽ bị lung lay. Cho nên tôi nghĩ rằng là có một cách tiếp cận cả kiểm soát hợp lý là vô cùng quan trọng ở cái thời điểm hiện nay cũng như là sắp tới. Nghị định 08 cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu được thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác trong trường hợp thỏa thuận được với nhà đầu tư, đồng thời được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm. Như vậy, trong ngắn hạn, nhóm cổ phiếu bất động sản sẽ phản ứng rất tích cực vì đang nắng hạn lại gặp mưa. Chính phủ và các bộ ngành có liên quan đang quyết liệt để khắc phục những cái bất cập đã và đang xảy ra thời gian vừa qua, cũng như là góp phần để lành mạnh hóa thị trường vốn của chúng ta. Thì tôi hiểu rằng là cái động thái ở đây nó sẽ giúp cho thị trường vốn lành mạnh hơn và bản thân doanh nghiệp cũng sẽ phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Chúng ta phải có một cách tiếp cận nó hợp lý, nghĩa rằng là chúng ta kiểm soát hợp lý, lành mạnh hóa hợp lý chứ không thái quá và không thắt chặt quá. Tuy nhiên, về dài hạn, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn có khả năng phải dừng hoạt động hoặc tuyên bố phá sản rất lớn. Một số doanh nghiệp quá đà phát hành là không đủ cái khả năng chi trả, dẫn đến cái chuyện là sử dụng cái tiền trái phiếu không đúng mục đích, rồi không có khả năng thanh toán, dẫn đến cái chuyện tức là thị trường trái phiếu nó bùng bét và dẫn đến cái chuyện là sụp đổ của một số doanh nghiệp bất động sản. Đấy chính là cái hệ quả tất yếu của những cái doanh nghiệp mà không tính toán được cái năng lực tài chính của mình. Khó khăn vẫn còn nguyên đó, bởi cần lưu ý, với Nghị định 08, việc giãn nợ chỉ được thông qua nếu các trái chủ chấp nhận. Nợ thì vẫn cứ là nợ, nhưng dù sao đó cũng là một tia sáng để giải tỏa bớt những điểm nóng của thị trường bất động sản. Trước mắt rất khó kỳ vọng thị trường có thể hồi phục ngay. Như vậy, Nghị định 08 phần nào sẽ mang lại những tác động tích cực đến thị trường. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi những băn khoăn nghi ngại, bởi Nghị định 08 mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của các nhà phát hành, chứ chưa đề cập nhiều đến quyền lợi của nhà đầu tư. Với các trái chủ, liệu họ có dễ dàng đồng ý với thỏa thuận nhận tài sản đảm bảo bằng các bất động sản mới đang trong giai đoạn hình thành hoặc những bất động sản còn đang đóng băng, chưa biết ngày nào mới tiêu thụ được? Vấn đề nan giải đó, câu trả lời tất nhiên vẫn đang ở thì tương lai. Được biết, nhu cầu sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam là hơn 1 triệu căn hộ. Bên cạnh đó, nhu cầu sở hữu nhà ở của Việt Kiều lên đến hơn 3 triệu căn hộ. Tuy nhiên, tính pháp lý mới trong phạm vi kinh doanh bất động sản này hiện đang rất được quan tâm, nhất là trong bối cảnh luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở đang được lấy ý kiến sửa đổi hoàn thiện. Hiện có trên 10 triệu Việt Kiều là người Việt Nam ở nước ngoài trên 200 quốc gia. Trong số này có 3,8 triệu người đã đến tuổi nghỉ hưu. Đặc điểm của nhóm người ở tuổi này là có tích sản và trong số đó hơn 3 triệu người có nhu cầu trở về Việt Nam sinh sống. Thế nhưng họ vẫn cho rằng tuy có tiềm năng về đầu tư bất động sản nhưng mua nhà tại Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn về pháp lý tài chính.
Hiện nay, theo quy định, người nước ngoài chỉ được mua 30% căn hộ trong một chung cư và tối đa 250 căn nhà riêng lẻ trên một phường hoặc xã. Mặt khác, các văn bản luật chính thức chưa được chuyển ngữ sang các ngôn ngữ quốc tế nên gây khó khăn cho người nước ngoài tìm hiểu luật. Những hạn chế này đã tạo ra sự bất bình đẳng, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, từ đó hạn chế rất nhiều việc thu hút các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản. Theo như tôi hiểu thì cái vấn đề về cái quyền sử dụng đất, về cái quyền làm chủ cái miếng đất và về cái việc mình phải giữ cái miếng, mình chỉ có quyền sử dụng đất trong vòng 50 năm thì sau 50 năm nó sẽ ra sao? Có lẽ đồng bào ở nước ngoài sẽ rất là muốn biết về cái điều đó. Vấn đề thứ hai là ở nước ngoài thì khi mà một người đi mua một miếng đất, họ có thể, hoặc là căn nhà, họ có thể có những cái phần finance, những cái việc vay mượn từ ngân hàng, thì cái việc đi mua một cái căn nhà ở Việt Nam như vậy, cái vấn đề mượn tiền từ cái chính phủ hoặc là từ ngân hàng đó có dễ hay không và có cho phép hay không, thì có lẽ hai cái vấn đề đó là vấn đề mà người đồng bào kiều bào từ nước ngoài, không chỉ tại Mỹ, sẽ có nhiều quan tâm về đó. Theo khảo sát của CBRE, số lượng Việt Kiều có tiền mua căn hộ giá 20-30 tỷ đồng rất nhiều. Điều này là một tham chiếu cần thiết khi chúng ta đang gấp rút lấy ý kiến hoàn thiện luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở. Mong rằng những quy định thoáng hơn trong chính sách cho người nước ngoài và Việt Kiều mua nhà sẽ tạo ra những lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản tại Việt Nam. Đến đây thì thời lượng của bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.